rồi, đĩa cơm thì 30 thì chắc gạo lên. Chắc gạo lên như nên là mình cứ tưởng 20 hay 5 nhưng mà gạo lên thì ăn cơm 30 rồi quý vị này. Món gì đây? Ăn gì? Ra lấy đi. Cho cơm cho con cơm thịt này đi ạ. Cơm thì 30 chắc gạo lên. Chắc gạo lên như nên là mình cứ tưởng 20 hay 5 nhưng mà gạo lên thì ăn cơm 30 rồi quý vị này. Ôi mình quay tao vô nữa. Cái mày đi. Cơm đi. Mày quý vị nhá.